Hôm nay tại Công viên Văn hóa Tràng An, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ hội khinh khí cầu Tràng An Quốc Phương năm 2024 với chủ đề Tuyệt sắc miền cố đô. Có 35 khinh khí cầu và dù lượn được điều khiển bởi phi công nước ngoài và câu lạc bộ dù lượn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn ánh sáng khinh khí cầu, các chương trình nghệ thuật, trưng bày đặc sản ô cốp các vùng miền. Ban tổ chức mong muốn sẽ mang lại cho nhân dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng, cảm giác thú vị khi được ngắm nhìn từ trên cao, không gian, cảnh quan tươi đẹp hùng vĩ của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, thành phố Hoa Lư, đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai. Lễ hội cũng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch văn hóa con người, tiềm năng lợi thế phát triển Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và là điểm đến của các lễ hội bốn mùa. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10.